Gì run dữ vậy bé? Sao anh Giang nhìn em ghê quá vậy? Em sao chưa có bồ vậy? Đẹp quá, ở vậy cho trai nó mê. Quá wow. Vậy là tốt đó. Em hát ở đây là em đã bỏ qua một cơ hội để tham gia giọng ai giọng ai rồi đó. Đúng rồi. Em hát ở đây là em bỏ qua một cơ hội tham gia giọng ai giọng ai. Ngồi xuống nè. Ngồi xuống. Em ngồi rồi, em ngồi rồi. Đó, trời ơi, hai đứa xứng đôi ghê không? Bây giờ chỉ có mình bông giấy nữa là tung lên là ok rồi đó. À. Rồi. Bây giờ anh Vĩ vậy nè, sửa mũi, ốm thiệt ốm lại, giảm cân. Bạn bè gì kỳ quá vậy anh Thành? Con này không có nhặt nền nè. Tôi nghĩ tôi thừa thải trong cuộc trò chuyện này. Tới hết chương trình thế nào cũng đòi lấy trường gian. Ba ơi, Cười hoài vậy. Ê mình thi hả? Về đi chứ. Lên em. Gì kỳ vậy? Ba đứa đứng xếp hàng à? Thiệt tình. Cô muốn ôm cái để chia tay không? Có. Trong giây phút chia tay, chặt. Ôm trường giang một lần. Ôm đi em cho thỏa lòng. Lòng ôm giây này. Đón xem tập 9 Thách thức danh hài mùa năm, phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.